Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ Happy đang ở cái chỗ mà sản xuất ra gấu bông hút ghi nè các bạn ơi. Các bạn thấy cái chỗ sản xuất này nó rộng không? Happy thấy nó bự và rộng nữa nè. Nè các bạn thấy không, đường đi này nè, đi đây chỉ là một cái đường thôi, còn xung quanh đều là cây cối hết á. Happy thì sợ quá thôi, bây giờ Happy đi vô cái chỗ mà sản xuất nha. Đây bây giờ Happy sẽ đi vô. Rồi chợt đi là cái chỗ này sáng trưng luôn các bạn ơi. Họ không có cần mặt đèn luôn. Ui, ở đây có cái kiểu như là cái chỗ đi nè. Chạy thì nhanh luôn. Cái chỗ kiểu như là mình chạy có hút ghi á các bạn. Đó, Happy chạy nhanh hơn là nhanh luôn nè. Happy phải đợi nó hồi lại rồi Happy mới chạy được nha các bạn ơi. Ui, hết rồi. À, mấy cái bản hút ghi này là bản hút ghi phạt ca nha bạn. Tại vì có mấy bạn ôi, mèo siêu là té xuống rồi bạn ơi. Té xuống rồi mấy bạn nó quýnh Happy. Bây giờ Happy phải chơi. Happy phải chạy các bạn ơi, chứ nào mấy bạn nó quýnh Happy vậy. Ơi kìa, có hút viên thiên thần nữa kìa bạn. Ủa, ơi, hồn. Ủa sao mấy bạn nó làm vậy? Nè, cái này mới là cũng hút ghi riêu nè bạn ơi. Chạy. Khi nào mà nó không có tên nó là hút ghi riêu á. Đi lên hút ghi riêu. Hút ghi đóng riêu. Ui ui. Ui. Chạy các bạn ơi. Chạy. Ui da rồi xong. Em bị ngẩm rồi bạn ơi. Con nó đánh mạnh ghê á. Bây giờ để Happy lấy cái này Happy. Ờ đúng rồi đúng rồi. Happy lấy cái này Happy đu. Happy chạy làm đây. Happy phải để dặn sức để tí Happy chạy. Happy chạy nhanh luôn. Ý. Đó, Happy chỉ đi được nhích nhích vậy thôi. Ồ, đâu ra mà băng dính cho nó nữa. Hút ghi đâu rồi, hút ghi à. Ghi ơi, hút ghi riêu ơi, hút ghi đóng riêu. Kìa. Ghi đóng, hút ghi thì nó làm gì vậy? Nó muốn, nó bị chị các bạn. Bạn biết nó bị gì không? Nè, oh, hello, hút ghi. Ủa, nó làm gì vậy? Ủa, nó nhảy hả? Sao mà dí kịp? Trèo đầu Happy kìa. Happy đứng như đây. Chạy quá. Oh my god, nó đánh đau quá à. Còn có chút máu rồi, đứng mèo hồn áo các bạn ơi. Thì ra mấy bạn mà hút ghi mà kiểu như thế này cũng đánh hơn mình luôn nha bạn. Lên đi sống lên. Nè, lên. Lên. Lên đi. Hút ghi này nó bị ngu quá các bạn. Ôi còn có chút máu ơi, rồi xong luôn. Ôi bay đầu ơi, nó đi với đá bay đầu hả Bi bạn ơi. Oh my god. Ê hello okay. Con này nó cũng quánh luôn nha bạn ơi. Dù là phách nhưng mà nó vẫn đánh được mình đó. Nhưng mà bây giờ Happy không có cờ nữa. Mà bây giờ Happy đang kiểu như là Happy đang kiểu như là muốn chặt con cái kia á các bạn. Nè Happy phải chạy nhanh. Rồi xong. Lâu lâu Happy phải chạy lần nha bạn. Rồi. Nè. Nãy Happy dắt nó lên nè bạn. Đi. Ê. Ê. Hello, follow me. Dung nãy follow me. Đúng rồi, Happy đang dắt con này nó ra ngoài nè bạn ơi. Để tí cho mấy bạn nào mà chạy vô á. Ê, nó đâu rồi, nó chạy rồi. Ồ, Happy phải dắt nó theo các bạn ơi. Chứ không nó học chị đi. Đó, kiểu gì nè. Đang chạy cái phải dừng rồi quẹo. Đó. Rồi, ủa, con hút ghi này sao nó không đi ra ngoài được ta. Đi. Ê. Nó đi ra ngoài không được, nó tích bạn của anh vô rồi. Nó cứ đi qua lại hoài. Ủa làm gì đi qua lại hoài ấy. Nó làm gì mà. Đi vô bạn ơi. Ơi bạn đi vô đây nè. Đây nè, đừng nữa đó. Để vô đây nè. Đúng rồi, vô. Vô đi ước. Vô. Vô đi. Chọc con kia. Đó,
Ủa, sao mấy cái con hockey kia đi bình thường mà tại sao con đó đi không được? Nãy giờ Hai Bi đi con chỗ Hai Bi đi hoài, giờ Hai Bi đi chỗ khác rồi anh ơi. Chứ nãy giờ Hai Bi đi có chỗ Hai Bi chặt rồi. Hai Bi phải đi tìm chỗ để Hai Bi chặt đúng không ạ? Ủa, sao mấy bạn này có thể biến thành được nhỏ? Thích quá hả? Biến hành này nè, đi quánh ngựa hả? Hello, hello, mất bình luôn lắm. Ủa gì đó? Ghê chứ. Cái này là sao? Em nhớ mấy cái đó là gì nữa à? Ủa? Sao mà mấy bạn này biến được hết kia? Thích, lên nào. Thích, gá. Ui, ghê chưa? Đứng như đây luôn nè. Đâu quên này. Rớt luôn mấy bạn ơi. Thôi bây giờ hai mình. Em bị lo rồi. Nè, coi nè. Nè Happy, em bám cái cục này đi. Ê, cái cờ, cái tay này để mình lau ấy bạn ơi. Cái này làm cái gì vậy? Happy không biết làm cái gì luôn các bạn. Ồ, qua là thêm một chỗ nữa. Ồ, lần nào chứ kỳ đi bắn này xuống nước luôn các bạn. Kỳ đúng không? Ôi, ở đây hình như là bởi axit hay bị nước rồi ta. Happy nghĩ là cái gì đó. Happy cũng không biết nữa. Như là nước á. Ơi, hello. Hello mấy bạn, mấy bạn làm gì vậy? Nè, đây bắt Happy nè. Ui, có bạn cầm cái cây đó luôn. Happy không biết cái gì hết. Chui vô. Happy đang nghĩ là phòng điện mà. Trời ơi, làm con mới. Ồ, đây có con hockey đồng hồng nữa kìa bạn. Nhậm. Nó nhậm đầu à. Ê, đầu kem. Thôi, thằng này không đi được, đừng đó đừng quên. Đó là bãi nước á. Ê, có con axolot nữa kìa. Có gì axolot. Oh my god. Đường cùng rồi, đi hoài giờ. Ủa, đường cùng rồi, ngóc đầu lên chi vậy? Thôi, đi đi các bạn ơi. Đứng đó hồi là ngẫm. Abby không có đi đường đó, bây giờ Abby đi ra bạn ơi. Abby không biết cái đó để làm chi luôn á. Này đi vô. Này là chỗ gì ta? Ồ, nó giỡn cái đâu nè. Ê, chỗ bắt cua bạn ơi. Bây giờ cua. Ui, chỗ cua vui hết trơn. Đó, bám như này nè. Xong leo lên. Nhìn này ơi. Ui, ơi. Các bạn coi Happy nè, Happy đang hát á. Ghê không, ghê không? Cái này gì nè? Các bạn thấy Happy ghê không? Happy không có nhảy thôi. À, Happy biết rồi, mình mới đứng ra mình mới ngẫm. Ủa, nãy Happy mới thấy gì á bạn? Không phải có hockey đâu. Thấy chỗ gì á? Đó, đu qua này. Đu qua kìa. Không tới. Đu lại đó. Không được luôn. Đu lại đó. À, mà trên nhang nó không cho mình vô. Ui trời. Là Happy tưởng đâu là được. Được. Được xài đúng không bạn? Ôi. Làm cái gì mà Happy té rồi? Tên. Đúng rồi. Ủa sao nó không cho video ta? Thôi kệ đi mày. Ồ, sao này có nhiều cửa quá bạn ơi. Ồ, Happy nghĩ đây là nhà kho á bạn. Ờ đúng rồi nè. Cái kho để mấy cái con có bông ở trong mấy cái hộp nè bạn ơi. Wow, Happy sẽ đi vô đây. Chạy nhanh. Chạy nhanh quá. Nó chạy Happy đi luôn rồi. Chạy vô cái ống. Hello mấy bạn. Đi thôi nào mấy bạn. Bạn không mấy bạn. Ơi, rồi xong. Ôi, bay khỏi mát luôn bạn ơi. Oh my god. Đánh Happy một cái đùng, Happy bay mát luôn rồi. Kìa, có hockey nó chạy ra ngoài kìa. Rồi, hết đùng hả bạn ơi. Thôi mà nãy giờ Happy không bị gì hết. Nhưng mà nãy giờ Happy muốn đi bắt cua. Mà nãy giờ Happy không có bắt được các bạn ơi. Để Happy đi vô. Không để như vậy mà không biết để nhắn gì nữa. Để Happy đi vô. À đây đúng rồi, phải đường này. Chạy. Sao? Chỗ này. Rút. Ok, bây giờ Happy sẽ nhảy ở đây. Không phải nhảy vô đây. Rồi hết rồi. Rồi, xong. Hello, hello. Không
tức quá à. Hồi nãy hết hồn quá nên Happy mới đụng vô đó. Ôi quay. Hả? Ghê không. Quá à. Hello. Ôi, cái gì vậy? Happy bắt về, Happy không bắt nữa, Happy chơi chỗ khác. Ủa lộn, Happy đi qua chỗ phòng khác. Đi lên các bạn ơi. Lên. Chúng ta có thể nhìn xuống. Ở trong hộp này bị tan cắp hết rồi. Ở đây không phải đâu, mấy con kỳ nó chạy thoát. Thôi bây giờ Happy phải coi Happy nè. Ghê đó. Ngựa chạy. Chạy hồi cắm đầu xuống đất luôn. Thấy những con hockey. Hockey biến mất rồi các bạn ơi. Cái hockey nó bị lóa. Ê. Happy sẽ nằm ở đây. Happy sẽ ngồi yên ở đây luôn bạn. Oh my god, các bạn Happy xin không luôn á. No. Đây, Happy phải đứng bên đây. Đó, Happy phải đứng bên đây các bạn ơi. Đó, đứng sắp. No. Làm cái quái gì vậy? Đó. Như thế này thì mới trúng. Trúng đó, ghê chưa. Làm chút nữa quẹo. Đó. Rồi. Tới khúc quẹo Happy tự di chuyển các bạn ơi. Chứ không nó di chuyển kỳ lắm. Ủa? Ở hồi nó đẩy mình đi lên kia luôn rồi sao? Không qua được hả ta? Đúng rồi, nó có ý để gì cho mình đứng qua á bạn. Nên Happy phải chạy ngược lại. Nè Happy ra nè bạn hay không? Rồi xong Happy đợi nó đẩy. Ủa nó đẩy thì chơi kỳ. Đúng không? Ủa cái này nó có đẩy không? Không đẩy thì vẫn để. Ủa cái chỗ gì nè? Happy thấy được cái cỏ bóng lá nè bạn ơi. Ai mà thấy được cái cỏ đó may mắn lắm á. Nhưng mà Happy không có may mắn thế vậy. Đường cục. Đường nữa bạn. Bây giờ Happy phải đi lên. Ủa bạn này đứng làm gì ngoài bắn lắm gì đi lên. Đèn đỏ nó đang chi. Để Happy đi lợi, Happy mất bơi á. Oh my god, mấy cái đường. Tụi đỏ chét. Bây giờ tụi nó sáng. Nó sáng chói luôn các bạn. Sáng mà chói mắt luôn, cái này chỗ mới nè. Tụi đi đường gì á. Happy tưởng đó có đường đi, Happy lợi Happy đi chứ. Này cũng là cái phòng thôi bạn ơi, chứ cũng chả có cái gì hết á. Nên Happy sẽ không quay lại chỗ này. Đi. Go. Happy sẽ không có đi nữa mà. Ngựa đúng cái đó. Tao xong rồi tay hát. Đi hết rồi. Ơi cái gì nè. Cái đó mới được. Cái gì nãy giờ không đi các bạn ơi. Trời ơi. Ê. Gì vậy nè. Chết đó. Lên ngô ghê chưa. Ghê. Happy ghê không bạn? Happy chạy nhanh luôn nè. Chuẩn bị trượt cái dốc. Ủa Happy không bị trượt lúc hồi nãy. Thôi nhảy xuống đây. Ủa mấy xíu Happy té xuống này hết cái đường đi luôn á. Happy không biết sao. Bé vậy nãy đừng chạy vô đây. Chạy vô đây không có đường nữa. Ờ, có hút đi, có hút đi. Ủa ai dẫn ghi vô hả? Ai chơi kỳ dẫn ghi vô. Trời. Chỗ này gì đó. Happy coi. Nó để Happy chờ nó Happy coi. Nãy giờ Happy cứ thấy những nước mà Happy không biết gì hết. Happy phải chạy rồi nè. TV nó bị giọt nước các bạn ơi. Đúng rồi nè, cái này ống nước nè, chạy xuống đây nè. Cái TV nó bị hư. Xong rồi nó chạy xuống đây. Phim này rất là hay luôn các bạn. Nên Happy không coi nha. Happy ngược lại, Happy không coi, Happy sẽ đi. Không phải là hết đường đâu, là có còn đường nhiều lắm á. Tại vì tụi mình không biết các bạn. Không có khám phá. Tại vì hồi nãy Happy cũng đâu khám phá đâu. Happy đi con đường mà. Xong Happy tưởng hết đường luôn. Dừng. Đó, trời chứ. Rồi, dừng đúng lúc chứ. Chạy lên. Rồi, xong. Nè, cái phim này hay lắm các bạn. Sao mình nhiều hay. Nhiều cái tivi quá. Lưng ghế ngồi. Ôi ngồi chỉ đọc một cái bản thôi à. Thôi Happy đi ơi. Hết hồn. Xong nó dí Happy hoài ta. Này dí bằng đó.
chạy đi, đứng nó hoài. Mày nó không biết gì luôn mà nó đứng nó luôn mà. Để con Hắc Nghi leo đầu lên cổ mày. Nghiệp cho nó quá. Ghê quá, chạy đi, đứng nó hoài. Ê, con Hắc Nghi hát nè. Mày nó quýnh Hắc Nghi, Nghi quýnh Hắc Nghi. Ôi da, đi chạy vô lại cái phòng ngủ. Ồ, đây là miếng thảm xanh và miếng thảm đỏ và miếng thảm vàng, có ba miếng. Ôi ông mặc đồ bác sĩ, không phải mặc áo vest, cũng mặc đồ bác sĩ. Mẹ hồi nãy em bị leo lên cái cầu thang á, có đường mình nhảy xuống nè bạn. Hai bên muốn tìm thêm đường á mà hết đường rồi. Hai bên nghĩ là hai bên khám phá hết đường rồi á bạn. Ô ngoài có cái đầu Hắc Nghi kìa các bạn ơi. Các bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã gặp được con Hắc Nghi rồi. Và Happy cũng đã dụ nó ra khỏi một cái căn phòng. Mà cái căn phòng đó sao mà nó ở hoài luôn. Happy dắt nó ra, nó mới chịu ra đó các bạn ơi. Và nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Tớ cái con dí Happy. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.